anh tóc xanh mới san bê chỗ bóng nước ra kia nấp đi. Ui. Chúng mày rồi. Hey, nó xin chào tất cả anh em nhé. Ok anh em, hôm qua thì gọi là mình mới lại tem trẻ trâu gọi là đang gọi là thử thách cái thử thách gọi là 24 giờ gọi là sống ở dưới bể bơi anh em ạ. Ấy, nhưng mà đang thử thách thì thằng Huggy đấy nó chạy vào nó phá anh em mình làm gọi là anh em mình không thử thách được 24 giờ ở trong bể bơi đấy anh em ạ. Hay bây giờ mình sẽ gọi là vào trong team mình sẽ bàn luận với bọn trẻ trâu hôm nay lên kế hoạch là bẫy nó Huggy anh em nhé. Đấy, rất là cay nó luôn, nó suốt ngày nó vào nó phá anh em mình ấy. Để mình vào mình xem gọi là tem trẻ trâu đang làm gì anh em nhé. Ui, anh em này. Kìa tem trẻ trâu hình như là nước bẩn này mà tem trẻ trâu vẫn tắm mà hôm qua đã không ghi được tắm ở đây cơ mà. Ui. Ui, anh tóc xanh à? Ui, hôm nay nước đầy thế. Hôm nay là bọn em san vừa hồ biến mất cái hồ này đầy nước rồi ạ. Ui, nhưng mà hôm qua anh nhớ là thằng Huggy tắm bẩn lắm rồi mà. Ừ, đúng rồi, nước mới này. Nước trắng bong luôn. Ui, nhưng mà tắm này không sợ là Huggy đấy vào à? Đấy, anh phải follow. Anh phải follow. Mà sao? Đấy, anh chẳng biết nguyên một thau gọi là bóng bay á. Bơm nóng bóng nước thôi. Đây là anh biết sao mà em lại bơm bóng nước. Bơm bóng nước làm gì? Tại vì thằng Huggy ấy, nó rất là sợ bóng nước anh ạ. Sợ nó nước rất sợ nước. Nhưng mà bây giờ có cách nào để gọi là bẫy nó không? Chứ bây giờ tắm này nhớ đâu không vào sao? Bẫy à? Ừ, hay là anh em mình... Bây giờ... Anh em mình vào nhà lấy đồ chơi ra để trong đây. Để tí là Huggy nó nhảy vào anh em du nó vào luôn. Du nó vào á? Du nó vào, sau này anh em ném bóng nước. Thì thằng Huggy ấy, thằng Huggy nó rất là thích bắt em. Bắt em á? Cho nên là em sẽ ở đây, anh giấu cái bóng nước khi nào mà nó vào ấy. Thì em đánh nó thì anh ném bóng nước nhá. Không, anh nghĩ này nhá. Tí nữa để đồ chơi ở đây, đổi mấy con cá ở đây. Đây. Không tí nó vào anh em du nó hẳn xuống nước đấy. Có để anh vào nhà lấy. Ok. Thế cất bóng bay đi nhá. Sa này. Giấu đi. Sa này tí hỗ trợ anh gọi là ném bóng nước nhá. Ném ra Huggy. Ok. Giấu đi. Đấy ok anh em ơi. Mình đã nghĩ ra một kế là cho ít gọi là cá ít đồ chơi vào bể bơi đấy. Tí thằng Huggy hoặc là thằng nào nó vào thì mình du nó xuống nước. Đấy sau là cho nó ướt hết xong mình lấy bóng nước mình ném nó. Đấy. Anh em thấy ý tưởng mình hay không? Đấy. Anh em nhìn này. Tem trẻ trâu san mà anh tóc xanh đã gọi là bơm đầy cái bể nước kia rồi, đầy hơn hôm qua nhá. Đấy, bây giờ mình vào nhà mình tìm xem có gì. Tìm mà rất là nhiều cá đây, cá đồ chơi nhá anh em nhá, nhưng mà mình thả vào bể nước. Thằng Huggy nó ngu lắm, nó tưởng là cá thật nó vào nó bắt đấy. Không tí nữa gọi là mình sẽ gọi là tấn công nó. Đấy, từ sau anh em mình du vào cho anh em ném bóng nước ném nhá. Bây giờ mình sẽ ra bọn trẻ trâu anh em nhá. Anh tóc xanh với San một người đấy làm gì? Ui, đây anh gọi là tương lai con cá. Ôi. Cá thật mà. Cá. Ừ nhưng mà nó nhựa thôi. Cá này để tượng trưng thôi, thằng Huggy lại tưởng cá thật. Đấy, em nổi lên trên mặt nước rồi nhá. Anh em. Còn nước anh. Đấy. Nước anh. Đấy, toàn nước đây thôi. Nước đây á. Ừ. Ô, cá này mình quen đi. Ừ, cá này nhìn quen mà. Ô, cái con cá này là cái con cá mà để trước kênh mình quay mà. Ừ, anh ra đây để thả thằng Huggy tưởng thật là anh em tí là du nó vào. Ui, thằng Huggy nó tưởng thật cá nó sẽ vào đây đúng không? Ừ, ok. Sao này? San, đi nấp đi San này. Anh tóc xanh mới lại San bê chỗ bóng nước ra kia nấp đi. Nấp. Nấp đi. Bơi thế thôi, bây giờ là phải bẫy được thằng Huggy. Đấy, anh em ạ, mình đã thả rất là nhiều cá hôm nay, thằng Huggy tưởng cá thật nó sẽ bắt đấy. Anh em nhá. Đấy. Sẽ thả ra giữa đây này. Đi thôi. Anh em này rất là nhiều cá luôn. Đấy, anh em thấy nhiều cá chưa? A few moments later. Nhưng mà cái kế của anh em mình liệu có ok không? Ok anh, không sợ nước mà. Anh em mình đã chuẩn bị tương lai bóng nước không? Ui. Mami. Cái phố này ok. Ủa sao hôm nay là Mami lại vào nhỉ? Em không biết đâu. Ui. Ui. Con ném con chó anh em này. Ui, thằng này hôm nay nó cực đấy nhỉ? Ui, nó nhìn xe anh chưa kìa. Không biết nào có biết cá hay không nhỉ? Mình thả rất là nhiều. Từ từ, thằng Momomi đang đứng trên kia nó với cá này. San ra đấy, lùi lại San này.
này, cẩn thận. Du du nó sơ sát. Ui, mày bắt cho. Mommy chạy rồi. Ui. Ui bẫy bẫy mình uy tín phết nhỉ. Ui. Ui ném từ nãy giờ nó nhìn thấy thế nó sợ luôn. Sợ. Ui anh nghĩ là nhưng mà thằng Mommy. Anh sao lại húc đi vào mà làm Mommy nó vào nhỉ? Anh nghĩ hay là thằng Hoàng Húc Vy nó cử thằng Mommy vào thám thính. Đúng rồi, tại vì thằng Húc Vy nó vào đây là bị đuổi đánh nhiều. Hay là hôm nay nó cử thằng Mommy. Đấy anh em có khả năng là thằng Húc Vy nó cử thằng Mommy vào gọi là để gọi là chuẩn bị tấn công anh em mình. Nhưng mà bị anh em mình gọi là bẫy. Bẫy nó du nó xuống nước ấy. Kiểu gì thằng Mommy nó sợ nó chạy. Nó chạy nó kiểu gì cũng phải thằng Húc Vy. Tí nữa anh nghĩ là kiểu gì thằng Húc Vy nó vào nó tấn công anh em mình tiếp. Đấy bây giờ anh em phải chuẩn bị phương án 2 để tấn công nó. Là bây giờ mình sẽ vào mình lấy Ủa nhưng mà anh em hết bây giờ Húc Vy vào hết bóng nước rồi. Hết bóng nước á? Bây giờ anh em đi bơm hay bóng nước? Bơm thêm á? Ừ. Vậy anh em đi bơm hay bóng nước? San đi bơm bóng nước cho anh. Đấy để gọi là tí thằng Húc Vy vào anh em mình gọi là còn có vài tấn công nó. Anh em nha. Còn bây giờ mình sẽ đi tìm gọi là vũ khí anh em ạ. Tam trẻ trâu gọi là đi gọi là bơm bóng nước rồi. Đấy bây giờ mình sẽ đi tìm vũ khí nha. Phải súng nước này được không? Súng này phải có hai người bắn cơ. Anh em ơi. Khả năng mình sẽ phải dùng cái khẩu súng nước khổng lồ nha anh em. Đấy. Đấy tí thằng Húc Vy vào là mình cho nó biết tay. Đấy. Anh em ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ mang ra xem bọn trẻ trâu làm gì nha anh em nhá. Đấy. Đấy anh em ơi, bây giờ nhiệm vụ của mình là ngồi đợi thằng Húc Vy vào đấy nhá. Còn đấy, tem trẻ trâu nó đang đi bơm bơm nước rồi. Cái này thằng Húc Vy vào là cho nó biết thế nào lễ độ luôn. Đấy. Dám gọi là cho Mommy mong nét vào đây gọi là để tham thính à.